có món cá lóc nướng chui nè, bạch tuộc, đúng à, món y như Tây Bắc vậy, có ngô nè, bắp khoai lang nướng đồ. Này là người ta gọi là cùi bắp, ăn trái bắp biết người ta gọi là cùi bắp. Cùi bắp quá tuyệt vời luôn. À. À. À, khoe Facebook đồ. Quá em. Tôi chưa cho người đánh nó là nó.